Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng keo PU 2 thành phần để dán mút xốp EPS vào cái bề mặt của kim loại tôn như tôn, inox, thép hoặc trên gỗ v.v. Thì keo PU gồm có hai thành phần A và B, các bạn có thể phân biệt chúng dựa vào màu sắc. Và trong video này thì chúng tôi hướng dẫn hai phương pháp để các bạn rải keo. Thì phương pháp thứ nhất là phương pháp trộn trực tiếp trên bề mặt. Thì đầu tiên các bạn sẽ rải keo A và B lên trên bề mặt. Thì tùy vào các bạn có thể rải trên bề mặt tôn hoặc rải trên bề mặt xốp đều được. Thì lần lượt các bạn rải A và B theo những cái hàng song song với nhau. Và trong quá trình rải keo thì các bạn cố gắng chú ý là keo A và keo B không cho chúng chạm vào nhau, bởi vì khi mà chúng chạm vào nhau thì phản ứng sẽ xảy ra và lúc đó keo sẽ bị phản ứng và nó sẽ bị chai, nó không có thể dính được nữa. Và sau khi mà đã hoàn tất cái phần rải thì các bạn sử dụng một cái dụng cụ để trộn hai cái thành phần này lại với nhau. Thì trong trường hợp này chúng tôi sử dụng ngay cái mút xốp để trộn chúng lại. Thì chúng ta sau khi trộn đều để cho, thì chúng ta sẽ thấy là hai thành phần sẽ phản ứng với nhau và keo sẽ nở ra thành những cái bọt. Thì chúng ta sẽ bỏ cái miếng xốp lên trên bề mặt, đồng thời là chúng ta sẽ ép chặt cái miếng xốp này lên trên bề mặt để cho cái miếng xốp nó ép dính lên trên cái bề mặt, thì để cái độ bám dính nó tốt hơn. Thì sau khoảng chừng 20 cho đến 30 giây thì chúng ta sẽ thấy là cái phần xốp đó nó sẽ dính vào trong cái bề mặt tôn bằng cái keo. Và chúng ta sẽ kiểm tra thử xem là keo nó đã khô và dính chặt chưa. Thì các bạn thấy rằng là keo này tốc độ dán rất là nhanh, chỉ khoảng từ 1 phút cho đến 1 phút rưỡi là keo đã hoàn toàn khô. Cho nên thao tác của các bạn phải rất là nhanh chóng. Và cái keo này do nhanh như vậy thì nó phù hợp với những cái tấm có diện tích nhỏ. Và phương pháp thứ hai chúng tôi giới thiệu cho các bạn đó là phương pháp mà trộn trước trong cái bình đựng. Thì chúng ta có, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ trộn cả A và B vào trong một cái bình đựng và sau đó chúng ta sẽ rải keo lên trên cái bề mặt tôn và sau đó chúng ta sẽ đặt cái tấm EPS xốp lên để chúng ta dán. Thì lần lượt các bạn cho keo A, các bạn nhớ là cho keo A trước keo B nhé. Đầu tiên là chúng ta cho keo A, rồi sau đó chúng ta sẽ thêm keo B vào. Và các bạn chú ý ở đây có một cái về phần bảo quản, thì keo B các bạn nên đậy nắp lại ngay sau khi các bạn lấy, bởi vì keo B khi mà tiếp xúc với môi trường không khí ẩm thì nó sẽ bị cứng rất là nhanh, và khi mà nó bị khô cứng thì chúng ta không sử dụng được nữa. Sau khi mà cho thành phần keo B vào keo A thì chúng ta khuấy thật nhanh cho nó đều cái hỗn hợp này, sau đó là chúng ta rải lên trên bề mặt của tôn. Thì quá trình này nó sẽ rất là nhanh đối với loại keo này. Thì nếu mà các bạn dán cái tấm dài hơn thì người ta sẽ sử dụng cái keo có tốc độ chậm hơn. Sau khi rải keo thì các bạn dính chặt ép cái tấm EPS xốp lên trên cái bề mặt tôn để cho nó bám dính, cũng tương tự như phương pháp 1. Như vậy thì các bạn thấy là ở cái phương pháp 2 này thì cái thời gian mà các bạn làm nó sẽ ngắn đi. Vậy thì các bạn cần phải làm nhanh hơn. Nhưng mà cái sự thuận lợi của phương pháp 2 này là các bạn trộn trước hai thành phần keo A và B, do đó là nó sẽ đều hơn là trong trường hợp thứ nhất. Nhưng mà nếu mà các bạn làm mà nó thuận tay rồi thì phương pháp A rất là hiệu quả cho cái việc mà khi nào thì bạn trộn.